Senka bộ đôi sữa tắm hương hoa tươi mát và sữa rửa mặt tạo bọt. Senka Perfect Whip 120G và Senka Perfect Bubble for Body Floral Lớt 500ml. Bộ sản phẩm gồm có Sữa rửa mặt Perfect Whip chứa lượng bọt tơ tằm trắng mịn kết hợp với salicylic acid giúp làm sạch bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết nằm sâu trong lỗ chân lông, giúp giảm nhờn, giảm bóng dầu, cung cấp độ ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây mụn. Ngoài ra sản phẩm còn chứa chiết xuất hoa cúc vùng Kyoto Nhật Bản giúp da kháng khuẩn, chống oxy hóa, cung cấp độ ẩm cần thiết và trả lại sự mịn màng cho làn da. Senka Perfect Whip Acne Care giúp tạo bọt bông mịn và len lỏi vào da, làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn bên trong lỗ chân lông, mang lại cho bạn làn da sạch thoáng, hạn chế các tác nhân gây mụn, giảm mụn trong chỉ trong 4 tuần sử dụng. Sữa tắm Perfect Bubble for Body Floral Plus với công nghệ tạo bọt thừa hưởng từ sản phẩm sữa rửa mặt Perfect Whip cho lớp bọt dày hạt bọt mịn không tan, ngậm nước, làm sạch sâu tận lỗ chân lông, cuốn đi bã nhờn và bụi bẩn nhưng vẫn dưỡng ẩm cho da, không gây nhờn rít sau khi sử dụng. Cùng với lớp bọt mịn, sản phẩm này còn sử dụng công nghệ chuyển biến mùi hương, chuyển hóa mùi mồ hôi và cơ thể, ngăn mùi khó chịu và lưu lại hương hoa linh lan, hoa nhài tươi mát. Công dụng của sản phẩm: sữa rửa mặt Perfect Whip làm sạch da, cuốn sạch bã nhờn, bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông giúp da hạn chế tình trạng mụn. Sữa tắm Perfect Bubble For Body Floral lướt làm sạch da cơ thể, dưỡng ẩm, dưỡng trắng, loại bỏ mùi cơ thể và lưu hương thơm mát. Bộ đôi sữa tắm và sữa rửa mặt Senka phù hợp với làn da nào? Bộ đôi sữa tắm hương hoa tươi mát 500ml và sữa rửa mặt Senka Perfect Whip 120g phù hợp với tất cả các loại da, đặc biệt là da dầu và da thường.